Như vậy gọi là thiện xảo đối với uẩn. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật, các tự tướng có bao nhiêu sắc uẩn, đều bất khả đắc. Như thật biết rõ các tự tướng có bao nhiêu thọ tưởng hành thức uẩn, đều bất khả đắc. Như vậy gọi là thiện xảo đối với uẩn. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật, các cộng tướng có bao nhiêu sắc uẩn. Như thật biết rõ các cộng tướng có bao nhiêu thọ tưởng hành thức uẩn. Như vậy gọi là thiện xảo đối với uẩn. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật, các cộng tướng có bao nhiêu sắc uẩn đều bất khả đắc. Như thật biết rõ các cộng tướng có bao nhiêu thọ tưởng hành thức uẩn đều bất khả đắc. Như vậy gọi là thiện xảo đối với uẩn. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật có bao nhiêu sắc uẩn thường hoặc vô thường đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao nhiêu thọ tưởng hành thức uẩn thường hoặc vô thường đều bất khả đắc. Như vậy gọi là thiện xảo đối với uẩn. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật có bao nhiêu sắc uẩn vui hoặc khổ đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao nhiêu thọ tưởng hành thức uẩn vui hoặc khổ đều bất khả đắc. Như vậy gọi là thiện xảo đối với uẩn. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật có bao nhiêu sắc uẩn ngã hoặc vô ngã đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao nhiêu thọ tưởng hành thức uẩn ngã hoặc vô ngã đều bất khả đắc. Như vậy gọi là thiện xảo đối với uẩn. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật có bao nhiêu sắc uẩn tịnh hoặc bất tịnh đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao nhiêu thọ tưởng hành thức uẩn tịnh hoặc bất tịnh đều bất khả đắc. Như vậy gọi là thiện xảo đối với uẩn. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật có bao nhiêu sắc uẩn không hoặc bất không đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao nhiêu thọ tưởng hành thức uẩn không hoặc bất không đều bất khả đắc. Như vậy gọi là thiện xảo đối với uẩn. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật có bao nhiêu sắc uẩn có tướng hoặc vô tướng đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao nhiêu thọ tưởng hành thức uẩn có tướng hoặc vô tướng đều bất khả đắc. Như vậy gọi là thiện xảo đối với uẩn. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật có bao nhiêu sắc uẩn có nguyện hoặc vô nguyện đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao nhiêu thọ tưởng hành thức uẩn có nguyện hoặc vô nguyện đều bất khả đắc. Như vậy gọi là thiện xảo đối với uẩn. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật có bao nhiêu sắc uẩn tịch tĩnh hoặc không tịch tĩnh đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao nhiêu thọ tưởng hành thức uẩn tịch tĩnh hoặc không tịch tĩnh đều bất khả đắc. Như vậy gọi là thiện xảo đối với uẩn. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật có bao nhiêu sắc uẩn xa lìa hoặc không xa lìa đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao nhiêu thọ tưởng hành thức uẩn xa lìa hoặc không xa lìa đều bất khả đắc. Như vậy gọi là thiện xảo đối với uẩn. Thế nào gọi là thiện xảo đối với giới? Nghĩa là các Bồ Tát biết rõ như thật các tự tướng có bao nhiêu nhãn giới. Như thật biết rõ các tự tướng có bao nhiêu nhĩ tĩ thiệt thân ý giới. Như vậy gọi là thiện xảo đối với giới. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật các tự tướng có bao nhiêu nhãn giới đều bất khả đắc. Như thật biết rõ các tự tướng có bao nhiêu nhĩ tĩ thiệt thân ý giới đều bất khả đắc. Như vậy gọi là thiện xảo đối với giới. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật các cộng tướng có bao nhiêu nhãn giới. Như thật biết rõ các cộng tướng có bao nhiêu nhĩ tĩ thiệt thân ý giới. Như vậy gọi là thiện xảo đối với giới. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật các cộng tướng có bao nhiêu nhãn giới đều bất khả đắc. Như thật biết rõ các cộng tướng có bao nhiêu nhĩ tĩ thiệt thân ý giới đều bất khả đắc. Như vậy gọi là thiện xảo đối với giới. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật có bao nhiêu nhãn giới thường hoặc vô thường đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao nhiêu nhĩ tĩ thiệt thân ý giới thường hoặc vô thường đều bất khả đắc. Như vậy gọi là thiện xảo đối với giới. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật có bao nhiêu nhãn giới vui hoặc khổ đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao nhiêu nhĩ tĩ thiệt thân ý giới vui hoặc khổ đều bất khả đắc. Như vậy gọi là thiện xảo đối với giới. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật có bao nhiêu nhãn giới ngã hoặc vô ngã đều bất khả đắc.
Như thật biết rõ có bao nhiêu nhĩ tĩ thể thân ý giới ngã hoặc vô ngã đều bất khả đắc, như vậy gọi là thiện xảo đối với giới. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật có bao nhiêu nhãn giới tịnh hoặc bất tịnh đều bất khả đắc, như thật biết rõ có bao nhiêu nhĩ tĩ thể thân ý giới tịnh hoặc bất tịnh đều bất khả đắc, như vậy gọi là thiện xảo đối với giới. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật có bao nhiêu nhãn giới không hoặc bất không đều bất khả đắc, như thật biết rõ có bao nhiêu nhĩ tĩ thể thân ý giới không hoặc bất không đều bất khả đắc, như vậy gọi là thiện xảo đối với giới. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật có bao nhiêu nhãn giới có tướng hoặc vô tướng đều bất khả đắc, như thật biết rõ có bao nhiêu nhĩ tĩ thể thân ý giới có tướng hoặc vô tướng đều bất khả đắc, như vậy gọi là thiện xảo đối với giới. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật có bao nhiêu nhãn giới có nguyện hoặc vô nguyện đều bất khả đắc, như thật biết rõ có bao nhiêu nhĩ tĩ thể thân ý giới có nguyện hoặc vô nguyện đều bất khả đắc, như vậy gọi là thiện xảo đối với giới. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật có bao nhiêu nhãn giới tịch tĩnh hoặc không tịch tĩnh đều bất khả đắc, như thật biết rõ có bao nhiêu nhĩ tĩ thể thân ý giới tịch tĩnh hoặc không tịch tĩnh đều bất khả đắc, như vậy gọi là thiện xảo đối với giới. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật có bao nhiêu nhãn giới xa lìa hoặc không xa lìa đều bất khả đắc, như thật biết rõ có bao nhiêu nhĩ tĩ thể thân ý giới xa lìa hoặc không xa lìa đều bất khả đắc, như vậy gọi là thiện xảo đối với giới. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật các tự tướng có bao nhiêu sắc giới, như thật biết rõ các tự tướng có bao nhiêu thanh hương vị xúc pháp giới, như vậy gọi là thiện xảo đối với giới. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật các tự tướng có bao nhiêu sắc giới đều bất khả đắc, như thật biết rõ các tự tướng có bao nhiêu thanh hương vị xúc pháp giới đều bất khả đắc, như vậy gọi là thiện xảo đối với giới. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật các cộng tướng có bao nhiêu sắc giới, như thật biết rõ các cộng tướng có bao nhiêu thanh hương vị xúc pháp giới, như vậy gọi là thiện xảo đối với giới. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật các cộng tướng có bao nhiêu sắc giới đều bất khả đắc, như thật biết rõ các cộng tướng có bao nhiêu thanh hương vị xúc pháp giới đều bất khả đắc, như vậy gọi là thiện xảo đối với giới. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật có bao nhiêu sắc giới thường hoặc vô thường đều bất khả đắc, như thật biết rõ có bao nhiêu thanh hương vị xúc pháp giới thường hoặc vô thường đều bất khả đắc, như vậy gọi là thiện xảo đối với giới. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật có bao nhiêu sắc giới vui hoặc khổ đều bất khả đắc, như thật biết rõ có bao nhiêu thanh hương vị xúc pháp giới vui hoặc khổ đều bất khả đắc, như vậy gọi là thiện xảo đối với giới. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật có bao nhiêu sắc giới ngã hoặc vô ngã đều bất khả đắc, như thật biết rõ có bao nhiêu thanh hương vị xúc pháp giới ngã hoặc vô ngã đều bất khả đắc, như vậy gọi là thiện xảo đối với giới. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật có bao nhiêu sắc giới tịnh hoặc bất tịnh đều bất khả đắc, như thật biết rõ có bao nhiêu thanh hương vị xúc pháp giới tịnh hoặc bất tịnh đều bất khả đắc, như vậy gọi là thiện xảo đối với giới. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật có bao nhiêu sắc giới không hoặc bất không đều bất khả đắc, như thật biết rõ có bao nhiêu thanh hương vị xúc pháp giới không hoặc bất không đều bất khả đắc, như vậy gọi là thiện xảo đối với giới. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật có bao nhiêu sắc giới có tướng hoặc vô tướng đều bất khả đắc, như thật biết rõ có bao nhiêu thanh hương vị xúc pháp giới có tướng hoặc vô tướng đều bất khả đắc, như vậy gọi là thiện xảo đối với giới. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật có bao nhiêu sắc giới có nguyện hoặc vô nguyện đều bất khả đắc, như thật biết rõ có bao nhiêu thanh hương vị xúc pháp giới có nguyện hoặc vô nguyện đều bất khả đắc, như vậy gọi là thiện xảo đối với giới. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật có bao nhiêu sắc giới tịch tĩnh hoặc không tịch tĩnh đều bất khả đắc, như thật biết rõ có bao nhiêu thanh hương vị xúc pháp giới tịch tĩnh hoặc không tịch tĩnh đều bất khả đắc, như vậy gọi là thiện xảo đối với giới. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật có bao nhiêu sắc giới xa lìa hoặc không xa lìa đều bất khả đắc, như thật biết rõ có bao nhiêu thanh hương vị xúc pháp giới xa lìa hoặc không xa lìa đều bất khả đắc, như vậy gọi là thiện xảo đối với giới.
Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật, các tự tướng có bao nhiêu nhãn thức giới, như thật biết rõ các tự tướng có bao nhiêu nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới, như vậy gọi là thiện xảo đối với giới. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật, các tự tướng có bao nhiêu nhãn thức giới đều bất khả đắc, như thật biết rõ các tự tướng có bao nhiêu nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới đều bất khả đắc, như vậy gọi là thiện xảo đối với giới. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật, các cộng tướng có bao nhiêu nhãn thức giới, như thật biết rõ các cộng tướng có bao nhiêu nhĩ tĩ thể thân ý thức giới, như vậy gọi là thiện xảo đối với giới. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật, các cộng tướng có bao nhiêu nhãn thức giới đều bất khả đắc, như thật biết rõ các cộng tướng có bao nhiêu nhĩ tĩ thể thân ý thức giới đều bất khả đắc, như vậy gọi là thiện xảo đối với giới. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật, có bao nhiêu nhãn thức giới thường hoặc vô thường đều bất khả đắc, như thật biết rõ có bao nhiêu nhĩ tĩ thể thân ý thức giới thường hoặc vô thường đều bất khả đắc, như vậy gọi là thiện xảo đối với giới. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật, có bao nhiêu nhãn thức giới vui hoặc khổ đều bất khả đắc, như thật biết rõ có bao nhiêu nhĩ tĩ thể thân ý thức giới vui hoặc khổ đều bất khả đắc, như vậy gọi là thiện xảo đối với giới. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật, có bao nhiêu nhãn thức giới, ngã hoặc vô ngã đều bất khả đắc, như thật biết rõ có bao nhiêu nhĩ tĩ thể thân ý thức giới, ngã hoặc vô ngã đều bất khả đắc, như vậy gọi là thiện xảo đối với giới. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật, có bao nhiêu nhãn thức giới tịnh hoặc bất tịnh đều bất khả đắc, như thật biết rõ có bao nhiêu nhĩ tĩ thể thân ý thức giới tịnh hoặc bất tịnh đều bất khả đắc, như vậy gọi là thiện xảo đối với giới. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật, có bao nhiêu nhãn thức giới không hoặc bất không đều bất khả đắc, như thật biết rõ có bao nhiêu nhĩ tĩ thể thân ý thức giới không hoặc bất không đều bất khả đắc, như vậy gọi là thiện xảo đối với giới. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật, có bao nhiêu nhãn thức giới có tướng hoặc vô tướng đều bất khả đắc, như thật biết rõ có bao nhiêu nhĩ tĩ thể thân ý thức giới có tướng hoặc vô tướng đều bất khả đắc, như vậy gọi là thiện xảo đối với giới. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật, có bao nhiêu nhãn thức giới có nguyện hoặc vô nguyện đều bất khả đắc, như thật biết rõ có bao nhiêu nhĩ tĩ thể thân ý thức giới có nguyện hoặc vô nguyện đều bất khả đắc, như vậy gọi là thiện xảo đối với giới. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật, có bao nhiêu nhãn thức giới tịch tĩnh hoặc không tịch tĩnh đều bất khả đắc, như thật biết rõ có bao nhiêu nhĩ tĩ thể thân ý thức giới tịch tĩnh hoặc không tịch tĩnh đều bất khả đắc, như vậy gọi là thiện xảo đối với giới. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật, có bao nhiêu nhãn thức giới xa lìa hoặc không xa lìa đều bất khả đắc, như thật biết rõ có bao nhiêu nhĩ tĩ thể thân ý thức giới xa lìa hoặc không xa lìa đều bất khả đắc, như vậy gọi là thiện xảo đối với giới. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật, các tự tướng có bao nhiêu nhãn xúc, như thật biết rõ các tự tướng có bao nhiêu nhĩ tĩ thể thân ý xúc, như vậy gọi là thiện xảo đối với giới. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật, các tự tướng có bao nhiêu nhãn xúc đều bất khả đắc, như thật biết rõ các tự tướng có bao nhiêu nhĩ tĩ thể thân ý xúc đều bất khả đắc, như vậy gọi là thiện xảo đối với giới. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật, các cộng tướng có bao nhiêu nhãn xúc, như thật biết rõ các cộng tướng có bao nhiêu nhĩ tĩ thể thân ý xúc, như vậy gọi là thiện xảo đối với giới. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật, các cộng tướng có bao nhiêu nhãn xúc đều bất khả đắc, như thật biết rõ có bao nhiêu nhĩ tĩ thể thân ý xúc đều bất khả đắc, như vậy gọi là thiện xảo đối với giới. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật, có bao nhiêu nhãn xúc thường hoặc vô thường đều bất khả đắc, như thật biết rõ có bao nhiêu nhĩ tĩ thể thân ý xúc thường hoặc vô thường đều bất khả đắc, như vậy gọi là thiện xảo đối với giới. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật, có bao nhiêu nhãn xúc vui hoặc khổ đều bất khả đắc, như thật biết rõ có bao nhiêu nhĩ tĩ thể thân ý xúc vui hoặc khổ đều bất khả đắc, như vậy gọi là thiện xảo đối với giới. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật, có bao nhiêu nhãn xúc ngã hoặc vô ngã đều bất khả đắc, như thật biết rõ có bao nhiêu nhĩ tĩ thể thân ý xúc ngã hoặc vô ngã đều bất khả đắc, như vậy gọi là thiện xảo đối với giới.
Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật có bao nhiêu nhãn xúc tịnh hoặc bất tịnh đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao nhiêu nhi tỷ thể thân ý xúc tịnh hoặc bất tịnh đều bất khả đắc, như vậy gọi là thiện xảo đối với giới. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật có bao nhiêu nhãn xúc không hoặc bất không đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao nhiêu nhi tỷ thể thân ý xúc không hoặc bất không đều bất khả đắc, như vậy gọi là thiện xảo đối với giới. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật có bao nhiêu nhãn xúc có tướng hoặc vô tướng đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao nhiêu nhĩ tỷ thể thân ý xúc có tướng hoặc vô tướng đều bất khả đắc, như vậy gọi là thiện xảo đối với giới. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật có bao nhiêu nhãn xúc có nguyện hoặc vô nguyện đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao nhiêu nhi tỷ thể thân ý xúc có nguyện hoặc vô nguyện đều bất khả đắc, như vậy gọi là thiện xảo đối với giới. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật có bao nhiêu nhãn xúc tịch tĩnh hoặc không tịch tĩnh đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao nhiêu nhi tỷ thể thân ý xúc tịch tĩnh hoặc không tịch tĩnh đều bất khả đắc, như vậy gọi là thiện xảo đối với giới. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật có bao nhiêu nhãn xúc xa lìa hoặc không xa lìa đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao nhiêu nhĩ tỷ thể thân ý xúc xa lìa hoặc không xa lìa đều bất khả đắc, như vậy gọi là thiện xảo đối với giới. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật các tự tướng có bao nhiêu các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra. Như thật biết rõ các tự tướng có bao nhiêu các thọ do nhĩ tỷ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra, như vậy gọi là thiện xảo đối với giới. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật các tự tướng có bao nhiêu các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao nhiêu các thọ do nhĩ tỷ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra đều bất khả đắc, như vậy gọi là thiện xảo đối với giới. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật các cộng tướng có bao nhiêu các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra. Như thật biết rõ các cộng tướng có bao nhiêu các thọ do nhĩ tỷ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra, như vậy gọi là thiện xảo đối với giới. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật các cộng tướng có bao nhiêu các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra đều bất khả đắc. Như thật biết rõ các cộng tướng có bao nhiêu các thọ do nhĩ tỷ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra đều bất khả đắc, như vậy gọi là thiện xảo đối với giới. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật có bao nhiêu các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thường hoặc vô thường đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao nhiêu các thọ do nhĩ tỷ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra thường hoặc vô thường đều bất khả đắc, như vậy gọi là thiện xảo đối với giới. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật có bao nhiêu các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra vui hoặc khổ đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao nhiêu các thọ do nhĩ tỷ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra vui hoặc khổ đều bất khả đắc, như vậy gọi là thiện xảo đối với giới. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật có bao nhiêu các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra ngã hoặc vô ngã đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao nhiêu các thọ do nhĩ tỷ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra ngã hoặc vô ngã đều bất khả đắc, như vậy gọi là thiện xảo đối với giới. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật có bao nhiêu các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra tịnh hoặc bất tịnh đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao nhiêu các thọ do nhĩ tỷ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra tịnh hoặc bất tịnh đều bất khả đắc, như vậy gọi là thiện xảo đối với giới. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật có bao nhiêu các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra không hoặc bất không đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao nhiêu các thọ do nhĩ tỷ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra không hoặc bất không đều bất khả đắc, như vậy gọi là thiện xảo đối với giới. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật có bao nhiêu các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra có tướng hoặc vô tướng đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao nhiêu các thọ do nhĩ tỷ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra có tướng hoặc vô tướng đều bất khả đắc, như vậy gọi là thiện xảo đối với giới. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật có bao nhiêu các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra có nguyện hoặc vô nguyện đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao nhiêu các thọ do nhĩ tỷ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra có nguyện hoặc vô nguyện đều bất khả đắc, như vậy gọi là thiện xảo đối với giới.
Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật có bao nhiêu các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, tịch tĩnh hoặc không tịch tĩnh đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao nhiêu các thọ do nhi ti thể thân ý xúc làm duyên sanh ra, tịch tĩnh hoặc không tịch tĩnh đều bất khả đắc. Như vậy gọi là thiện xảo đối với giới. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật có bao nhiêu các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, xa lìa hoặc không xa lìa đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao nhiêu các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra, xa lìa hoặc không xa lìa đều bất khả đắc. Như vậy gọi là thiện xảo đối với giới. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật các tự tướng có bao nhiêu địa giới. Như thật biết rõ các tự tướng có bao nhiêu thủy hỏa phong không thức giới. Như vậy gọi là thiện xảo đối với giới. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật các tự tướng có bao nhiêu địa giới đều bất khả đắc. Như thật biết rõ các tự tướng có bao nhiêu thủy hỏa phong không thức giới đều bất khả đắc. Như vậy gọi là thiện xảo đối với giới. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật các cộng tướng có bao nhiêu địa giới. Như thật biết rõ các cộng tướng có bao nhiêu thủy hỏa phong không thức giới. Như vậy gọi là thiện xảo đối với giới. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật các cộng tướng có bao nhiêu địa giới đều bất khả đắc. Như thật biết rõ các cộng tướng có bao nhiêu thủy hỏa phong không thức giới đều bất khả đắc. Như vậy gọi là thiện xảo đối với giới. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật có bao nhiêu địa giới thường hoặc vô thường đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao nhiêu thủy hỏa phong không thức giới thường hoặc vô thường đều bất khả đắc. Như vậy gọi là thiện xảo đối với giới. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật có bao nhiêu địa giới vui hoặc khổ đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao nhiêu thủy hỏa phong không thức giới vui hoặc khổ đều bất khả đắc. Như vậy gọi là thiện xảo đối với giới. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật có bao nhiêu địa giới ngã hoặc vô ngã đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao nhiêu thủy hỏa phong không thức giới ngã hoặc vô ngã đều bất khả đắc. Như vậy gọi là thiện xảo đối với giới. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật có bao nhiêu địa giới tịnh hoặc bất tịnh đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao nhiêu thủy hỏa phong không thức giới, tịnh hoặc bất tịnh đều bất khả đắc. Như vậy gọi là thiện xảo đối với giới. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật có bao nhiêu địa giới không hoặc bất không đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao nhiêu thủy hỏa phong không thức giới không hoặc bất không đều bất khả đắc. Như vậy gọi là thiện xảo đối với giới. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật có bao nhiêu địa giới có tướng hoặc vô tướng đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao nhiêu thủy hỏa phong không thức giới có tướng hoặc vô tướng đều bất khả đắc. Như vậy gọi là thiện xảo đối với giới. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật có bao nhiêu địa giới có nguyện hoặc vô nguyện đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao nhiêu thủy hỏa phong không thức giới có nguyện hoặc vô nguyện đều bất khả đắc. Như vậy gọi là thiện xảo đối với giới. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật có bao nhiêu địa giới tịch tĩnh hoặc không tịch tĩnh đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao nhiêu thủy hỏa phong không thức giới tịch tĩnh hoặc không tịch tĩnh đều bất khả đắc. Như vậy gọi là thiện xảo đối với giới. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật có bao nhiêu địa giới xa lìa hoặc không xa lìa đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao nhiêu thủy hỏa phong không thức giới xa lìa hoặc không xa lìa đều bất khả đắc. Như vậy gọi là thiện xảo đối với giới. Thế nào gọi là thiện xảo đối với xứ? Nghĩa là các Bồ Tát biết rõ như thật các tự tướng có bao nhiêu nhãn xứ. Như thật biết rõ có bao nhiêu nhĩ tĩ thể thân ý xứ. Như vậy gọi là thiện xảo đối với xứ. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật các tự tướng có bao nhiêu nhãn xứ đều bất khả đắc. Như thật biết rõ các tự tướng có bao nhiêu nhĩ tĩ thể thân ý xứ đều bất khả đắc. Như vậy gọi là thiện xảo đối với xứ. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật các cộng tướng có bao nhiêu nhãn xứ. Như thật biết rõ các cộng tướng có bao nhiêu nhĩ tĩ thể thân ý xứ. Như vậy gọi là thiện xảo đối với xứ. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật các cộng tướng có bao nhiêu nhãn xứ đều bất khả đắc. Như thật biết rõ các cộng tướng có bao nhiêu nhĩ tĩ thể thân ý xứ đều bất khả đắc. Như vậy gọi là thiện xảo đối với xứ.
Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật, có bao nhiêu nhãn xứ thường hoặc vô thường đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao nhiêu nhĩ tý thể thân ý xứ thường hoặc vô thường đều bất khả đắc. Như vậy gọi là thiện xảo đối với xứ. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật, có bao nhiêu nhãn xứ vui hoặc khổ đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao nhiêu nhĩ tý thể thân ý xứ vui hoặc khổ đều bất khả đắc. Như vậy gọi là thiện xảo đối với xứ. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật, có bao nhiêu nhãn xứ ngã hoặc vô ngã đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao nhiêu nhĩ tý thể thân ý xứ ngã hoặc vô ngã đều bất khả đắc. Như vậy gọi là thiện xảo đối với xứ. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật, có bao nhiêu nhãn xứ tịnh hoặc bất tịnh đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao nhiêu nhĩ tý thể thân ý xứ tịnh hoặc bất tịnh đều bất khả đắc. Như vậy gọi là thiện xảo đối với xứ. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật, có bao nhiêu nhãn xứ không hoặc bất không đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao nhiêu nhĩ tý thể thân ý xứ không hoặc bất không đều bất khả đắc. Như vậy gọi là thiện xảo đối với xứ. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật, có bao nhiêu nhãn xứ có tướng hoặc vô tướng đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao nhiêu nhĩ tý thể thân ý xứ có tướng hoặc vô tướng đều bất khả đắc. Như vậy gọi là thiện xảo đối với xứ. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật, có bao nhiêu nhãn xứ có nguyện hoặc vô nguyện đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao nhiêu nhĩ tý thể thân ý xứ có nguyện hoặc vô nguyện đều bất khả đắc. Như vậy gọi là thiện xảo đối với xứ. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật, có bao nhiêu nhãn xứ tịch tĩnh hoặc không tịch tĩnh đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao nhiêu nhĩ tý thể thân ý xứ tịch tĩnh hoặc không tịch tĩnh đều bất khả đắc. Như vậy gọi là thiện xảo đối với xứ. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật, có bao nhiêu nhãn xứ xa lìa hoặc không xa lìa đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao nhiêu nhĩ tý thể thân ý xứ xa lìa hoặc không xa lìa đều bất khả đắc. Như vậy gọi là thiện xảo đối với xứ. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật, các tự tướng có bao nhiêu sắc xứ. Như thật biết rõ có bao nhiêu thanh hương vị xúc pháp xứ. Như vậy gọi là thiện xảo đối với xứ. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật, các tự tướng có bao nhiêu sắc xứ đều bất khả đắc. Như thật biết rõ các tự tướng có bao nhiêu thanh hương vị xúc pháp xứ đều bất khả đắc. Như vậy gọi là thiện xảo đối với xứ. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật, các cộng tướng có bao nhiêu sắc xứ. Như thật biết rõ các cộng tướng có bao nhiêu thanh hương vị xúc pháp xứ. Như vậy gọi là thiện xảo đối với xứ. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật, các cộng tướng có bao nhiêu sắc xứ đều bất khả đắc. Như thật biết rõ các cộng tướng có bao nhiêu thanh hương vị xúc pháp xứ đều bất khả đắc. Như vậy gọi là thiện xảo đối với xứ. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật, có bao nhiêu sắc xứ thường hoặc vô thường đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao nhiêu thanh hương vị xúc pháp xứ thường hoặc vô thường đều bất khả đắc. Như vậy gọi là thiện xảo đối với xứ. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật, có bao nhiêu sắc xứ vui hoặc khổ đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao nhiêu thanh hương vị xúc pháp xứ vui hoặc khổ đều bất khả đắc. Như vậy gọi là thiện xảo đối với xứ. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật, có bao nhiêu sắc xứ ngã hoặc vô ngã đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao nhiêu thanh hương vị xúc pháp xứ ngã hoặc vô ngã đều bất khả đắc. Như vậy gọi là thiện xảo đối với xứ. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật, có bao nhiêu sắc xứ tịnh hoặc bất tịnh đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao nhiêu thanh hương vị xúc pháp xứ tịnh hoặc bất tịnh đều bất khả đắc. Như vậy gọi là thiện xảo đối với xứ. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật, có bao nhiêu sắc xứ không hoặc bất không đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao nhiêu thanh hương vị xúc pháp xứ không hoặc bất không đều bất khả đắc. Như vậy gọi là thiện xảo đối với xứ. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật, có bao nhiêu sắc xứ có tướng hoặc vô tướng đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao nhiêu thanh hương vị xúc pháp xứ có tướng hoặc vô tướng đều bất khả đắc. Như vậy gọi là thiện xảo đối với xứ. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật, có bao nhiêu sắc xứ có nguyện hoặc vô nguyện đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao nhiêu thanh hương vị xúc pháp xứ có nguyện hoặc vô nguyện đều bất khả đắc. Như vậy gọi là thiện xảo đối với xứ. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật,
có bao nhiêu sắc xứ tịch tĩnh hoặc không tịch tĩnh đều bất khả đắc, như thật biết rõ có bao nhiêu thanh hương vị xúc pháp xứ tịch tĩnh hoặc không tịch tĩnh đều bất khả đắc, như vậy gọi là thiện xảo đối với xứ. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật có bao nhiêu sắc xứ xa lìa hoặc không xa lìa đều bất khả đắc, như thật biết rõ có bao nhiêu thanh hương vị xúc pháp xứ xa lìa hoặc không xa lìa đều bất khả đắc, như vậy gọi là thiện xảo đối với xứ. Thế nào thiện xảo đối với đế? Nghĩa là các Bồ Tát biết rõ như thật các tự tướng có bao nhiêu thánh đế khổ, như thật biết rõ các tự tướng có bao nhiêu thánh đế tập diệt đạo, như vậy gọi là thiện xảo đối với đế. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật các tự tướng có bao nhiêu thánh đế khổ đều bất khả đắc, như thật biết rõ các tự tướng có bao nhiêu thánh đế tập diệt đạo đều bất khả đắc, như vậy gọi là thiện xảo đối với đế. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật các cộng tướng có bao nhiêu thánh đế khổ, như thật biết rõ có bao nhiêu thánh đế tập diệt đạo, như vậy gọi là thiện xảo đối với đế. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật các cộng tường có bao nhiêu thánh đế khổ đều bất khả đắc, như thật biết rõ các cộng tường có bao nhiêu thánh đế tập diệt đạo đều bất khả đắc, như vậy gọi là thiện xảo đối với đế. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật có bao nhiêu thánh đế khổ thường hoặc vô thường đều bất khả đắc, như thật biết rõ có bao nhiêu thánh đế tập diệt đạo thường hoặc vô thường đều bất khả đắc, như vậy gọi là thiện xảo đối với đế. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật có bao nhiêu thánh đế khổ vui hoặc khổ đều bất khả đắc, như thật biết rõ có bao nhiêu thánh đế tập diệt đạo vui hoặc khổ đều bất khả đắc, như vậy gọi là thiện xảo đối với đế. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật có bao nhiêu thánh đế khổ ngã hoặc vô ngã đều bất khả đắc, như thật biết rõ có bao nhiêu thánh đế tập diệt đạo ngã hoặc vô ngã đều bất khả đắc, như vậy gọi là thiện xảo đối với đế. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật có bao nhiêu thánh đế khổ tịnh hoặc bất tịnh đều bất khả đắc, như thật biết rõ có bao nhiêu thánh đế tập diệt đạo tịnh hoặc bất tịnh đều bất khả đắc, như vậy gọi là thiện xảo đối với đế. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật có bao nhiêu thánh đế khổ không hoặc bất không đều bất khả đắc, như thật biết rõ có bao nhiêu thánh đế tập diệt đạo không hoặc bất không đều bất khả đắc, như vậy gọi là thiện xảo đối với đế. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật có bao nhiêu thánh đế khổ có tướng hoặc vô tướng đều bất khả đắc, như thật biết rõ có bao nhiêu thánh đế tập diệt đạo có tướng hoặc vô tướng đều bất khả đắc, như vậy gọi là thiện xảo đối với đế. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật có bao nhiêu thánh đế khổ có nguyện hoặc vô nguyện đều bất khả đắc, như thật biết rõ có bao nhiêu thánh đế tập diệt đạo có nguyện hoặc vô nguyện đều bất khả đắc, như vậy gọi là thiện xảo đối với đế. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật có bao nhiêu thánh đế khổ tịch tĩnh hoặc không tịch tĩnh đều bất khả đắc, như thật biết rõ có bao nhiêu thánh đế tập diệt đạo tịch tĩnh hoặc không tịch tĩnh đều bất khả đắc, như vậy gọi là thiện xảo đối với đế. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật có bao nhiêu thánh đế khổ xa lìa hoặc không xa lìa đều bất khả đắc, như thật biết rõ có bao nhiêu thánh đế tập diệt đạo xa lìa hoặc không xa lìa đều bất khả đắc, như vậy gọi là thiện xảo đối với đế. Hết quyển thứ 585.